cái chữ đó đó. Thấy không? À, mình bây giờ mình niệm Phật là ngày mấy chục vạn biến có phải là chí thành tha thiết không? Hay là một cái tình cảm nào mới gọi là chí thành? À, luôn luôn tưởng đó là mình luôn luôn tưởng. Cho cái sự theo con nhận xét. Nó đúng đó, người nào tha thiết là không cần nhận nhiều. Con thưa thầy để là thiết không cần nhận nhiều. Của gia đình con có một cái gì, con thưa thầy trước đây mấy chục năm đó thầy biết con thủy chứ gì, thầy biết nó từ hồi nhỏ, hai cái tín tâm mà gia đình con đã nhận được. Khi mà đi qua Mỹ đó thì con nó rất là yếu đuối, đi làm ăn mà lái chiếc xe rất là lớn. Nhưng mà nó mang bầu nữa, mà khi nó thấy con hỏi nó đó, khi con tới bệnh viện con hỏi chứ con thấy nó tô con, nó sắp tô con tâm con sao mà con được giống vậy. Nó nói con Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, con nói được ba lần là một cái rằng mà khi con tới hiện trường đó thầy biết không, cái chiếc xe nó cuốn nát hết đồ đạc gì, nó cuốn nát hết mà chỉ còn nó cái chút gì mà nó ngồi giống gì nè thầy nè, chứ không phải là nó ngồi mà thông thả, nó ngồi giống gì nè, y nguyên một cái hình tượng của nó, y nguyên trong cái đầu lái xe vậy đó. Người ta phải cưa ra mấy tiếng đồng hồ mới đem nó ra được, mà đứa con nó sanh còn có mấy chục ngày nữa nó sanh ra, thật chưa đầy một tháng nữa nó sanh đứa nhỏ đó. Nó ngồi đủ gì nè, nó nói là nó Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Không biết là cái mạng nó còn dài, cái nợ nó còn dài hay là lên thiên, nhưng mà gia đình con nói là nó kêu Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn là nó tâm nó đem hết lòng thành là nó được giống như vậy. Thì một là con tín tâm giống vậy, thứ hai nữa đó là đáng lẽ con không nên nói giữa đạo tràng, nhưng mà con nói ra đây để thầy thấy là cái tín tâm á là nó sẽ thành tựu dữ lắm, cho nên gia đình con rất là tín tâm. Con nó cũng có nhiều cái khó khăn, nhưng mà nó còn nhỏ nó lạc lầm, thì con nói cho nó là nó thấy. Khi mà con có xá lợi từ bên con nói thì mừng quá thì con được năm viên xá lợi của một vị thầy đã cho con vậy đó. Mà cái con thủy đó là nó cứ khỏi lòng tham, nó thấy được cái trong gia đình con vậy á, làm ăn này khác như nọ, tiếng tâm mỗi ngày rồi lại nó cứ nó ngại. Con nói nếu con xin á là con phải tụng kinh, con phải tiếng tâm vào đó thì má mới xuất ra cho con. Thì một bữa nọ đó là chiều 30 ngày Tết là con chia ra cho con nói với nó là chỉ được một viên thôi, tại vì má có bốn đứa con mà má có năm viên xá lợi giống vậy đó, thì má cho con chỉ được một viên thôi, con bằng lòng là con phải thờ cúng đàng hoàng giống vậy. Thì nó bằng lòng thì con với anh này thôi, không có ai ra hết đó. Thì bữa đó sáng vậy đó là con sạch sẽ rồi, trước khi con thỉnh cái xá lợi đó về cho nhà nó thì con lên bàn thờ, con tụng kinh xong hết rồi. Khi mà con sang xá lợi qua một cái tháp khác để đi qua nhà nó đó, thì khi mà con sang qua con vừa bưng xá lợi lên đó là hào quang ở trong nhà con sáng rực lên hết, mà chẳng những sáng mà sáng một ánh sáng không, mà sáng nguyên một cái tháp như là tháp FM vậy đó thầy. Mà con la quá trời, hết lúc mà con thấy con la quá trời, con kêu cho mấy đứa nhỏ con mình trong nhà đều thấy, nhưng mà ai cũng thấy hết. Mà cái con nhỏ nhỏ xíu con của nó mà để ra đó là nó thấy là mới là tội nghiệp cho nó đó. Nó vừa mở cửa ra để nó đi nhận xá lợi đó, hai mẹ con nó đi về nhà, con nhỏ đó lên nó nói tiếng Anh, lúc đó nó mới có 6-7 tuổi thôi, nó nói chứ biếu nó vô nhà ngoại biếu rồi, nó la thiệt là to. Để nó là mà lâu lắm, mà lúc đó là con quýnh thì con không có chụp hình gì được hết, con mừng quá. Thì là từ từ cái tháp xá lợi đó nó gom lại thành giống như cái hình bổn sư Thích Ca con thờ ở trên đầm Bạc vậy đó, to mà ngồi đằng trước ngay cái trên không gian mà trước cửa nhà con vậy đó, trước cửa trong nhà. Thì là như vậy đó, là nhà con là tín tâm nơi cái đó là một phần. Là khi á mà thỉnh Đức Phật, thỉnh cái xá lợi đó về bên nhà nó đó, thì tụi con cũng tụng kinh an vị, cũng có mấy tụi con trong nhà gia đình thôi, không có thầy vị thầy nào hết. Thì khi sao mà an vị cái xá lợi đó xong, nó tụng kinh được xong rồi hết, thì cái hiện tượng mà thị hiện của Đức Phật đó cũng giống y nhà con, mà lại hiện ra là khi mà sao cuối cùng đó là Phật Bà Quan Âm,
thử ra đó là con nghĩ là mình tin là có, mình tin là có, mình tất cả lòng tin của mình là có Phật thị hiện là độ cho mình đó. Rồi một cái thứ ba nữa đó, mà cái thứ ba đó phụ con đó, con kể sao mà con thấy trước là cái lúc mà chùa Tịnh Lực ở trên đó mà rước xá lộ tất cả các ngài về hết trên chùa Tịnh Lực đó, thầy còn nhớ đó, thì trong đây có Hoàng Huệ nữa mà không biết Hoàng Huệ thấy gì. Khi á mà quý vị đó nói với tụi con á là nếu mà chùa có người bảo quản cái xá lộ này đó thì để tại đây, còn nếu không á thì quý vị đó mang đi. Thì tụi con á là một số Phật tử ở trong chùa là phát tâm giữ cái xá lợi đó. Nhưng mà sau 12 giờ đêm đó là ai cũng ngủ hết, kể cả ông Lý cũng ngủ nữa. Chỉ có con còn đi kinh hành trong đó là Hoàng Huệ nè, đi kinh hành với thầy đèn đó, với là cái chị gì ở trên Nam Rừng mà chị có anh chồng mà bệnh nặng không đó thầy, rồi giờ ốm nhôm đó. Rồi con chỉ cũng làm nha sĩ đâu trên kia. Thì chỉ có ba người đó là ở trong chùa, còn đa số trên Đà Lạt. Mà mấy cô trên Đà Lạt là nhỏ nhỏ thôi mà. Thì phía đó ai cũng ngủ hết rồi, là tụi con đi kinh hành. Kinh hành niệm Phật đi quanh hết xá lợi đó đó. Là con là người đi đầu, mà tính ra là không ai đi đầu hết á. Nhưng mà khi mà con thấy được á, là con đứng lại, con không dám nói gì hết, mà con đứng lại, con cũng niệm Phật giống vậy, con đứng lại để cho quý vị gần xa thấy. Thì con không biết là cái chị trên đó thấy là con đứng lại, nhưng mà con cũng niệm Phật chứ con không có biết xin cái gì lúc đó, mà con thấy chị đó chỉ quỳ xuống với lại quá chừng rồi đi xin á. Thì một cái rồi con thấy Hoàng Huệ cũng đứng lại, mà không hiểu Hoàng Huệ có thấy gì không. Lúc đó tụi con không có tâm sự lắm nhau. Rồi một tối tiếp á, cái cô Trần Đà Lát của con trẻ cô đứng lại là con không còn thấy nữa, theo cái tâm của con đó. Cô đứng lại lâu lắm không thấy nữa. Thì xong đó con mới nói với cổ là thôi con không có đủ duyên, thôi con đi đi, để cho quý vị này đủ duyên, để quý vị này nhìn thấy, chứ con đứng đi hoài thì không thấy gì. Thì cái cô đó cô đi bước qua khỏi con, cô đi thì mấy bước là con thấy lại cái hiện tượng của con thấy. Rồi quý vị kia cũng ngồi lại vậy đó, Hoàng Huệ cũng đứng lại đó, mà con không hiểu Hoàng Huệ có thấy gì. Dù bữa nay phải có Hoàng Huệ đây để con hỏi Hoàng Huệ thử con thấy gì đó. Thành ra con đem hết cái tín tâm của con vô mà nhất định là có Phật. Thành ra nhưng mà gần đây đó là con cũng phải sám hối, con thấy nhiều Phật tử, rồi quý thầy cũng liên kết với Phật tử, và có những cái điều kiện mà đưa ra để nói giống như nói pháp, hoặc là nói mà để cho lợi lạc, để cho chùa đó, nói những cái mà con thấy nó giống như nó không có đúng theo lời Đức Phật. Thì con lại bị một cái là giống như là con nói con không biết dùng cái gì đó, đại khái là giống gạt người vậy đó anh đại khái, con nghĩ vậy đó thầy. Thành ra có nhiều lúc á con thấy là tại sao mà đi tới chùa mà nó như làm giống vậy thôi, con không thích, con không biết, con không thích mấy người đó làm giống như vậy, hoặc là có những vị thầy con không có dám nói rằng làm như vậy là không có đúng chánh pháp, con không có muốn đi mà giao du để nhiều, để mà nghe mấy đó để làm cho nó tăng con nó lạc đi. Thành ra con muốn là chỉ tiến tâm cho con thôi. Thành thưa thầy, nếu mà cái đó có cái gì thì thầy cũng chứng giám cho con, rồi cứ giống như Đức Phật cũng chứng được lành con để gia hộ cho con, để cho con cái tâm con nó định trở lại, để cho những gì mà con muốn hành trì để mà con được nguyện kiến Đức Phật, để cho nó mạnh hơn. Cô chia xá lợi cho đạo tràng với. Nói gì? Hồi xưa tôi có sẵn cỏ cỏ đồng ý rồi đó chứ, nhưng mà lúc đó thầy Thiện Trí lại không tin. Sau này Thiện Trí tin rồi thì sau này thầy Thiện Trí đem cái xá lợi Việt Nam nó đẻ ra khoảng 40-50 viên á, thì thầy Thiện Trí tin. Chứ lúc trước á tôi tính, tôi nói bữa nào tôi chỉ ghé thăm cô, nhưng mục đích tôi tới cô chỉ là tới cái đó thôi, tôi mới ghé. Cô đồng ý không? Cô đồng ý rồi đó chứ.
Nhưng mà tôi nghĩ tới, nghĩ lui hoài. Tôi nói nếu mà đem về đây mà chỉ có mình tin, nên tin thôi, mà quý thầy với Phật tử ở đây nó không có tin thì không nên đem. Thấy không? Tôi mới bỏ cái định đó đi. Thấy không? Nhưng mà lúc đó trong chùa đã có 3-4 viên rồi. Thầy nói con mà thầy không có tới mà con cũng biết sao thầy nói chứ. Không, tại tôi xét là cái chỗ đó là phải có niềm tin của Phật tử. Thấy không? Mình nên đem về. Còn nếu mà ở đây, chẳng hạn như là trong chùa có nhiều thầy rất là học kỹ thuật. Thấy không? Thành ra nhiều khi mình nói cái chuyện đó, mà nói tại sao mình phải tu hành nó mới đứng cái đó, mình như gì có nhiều thầy họ nghĩ gì, mà lúc đó có nhiều thầy trẻ trong chùa lắm. Thấy không? Tôi thấy cái niềm tin họ không có kia, tôi nghĩ nó thôi thà để đó cái niềm tin một người họ mạnh. Thấy không? Thành ra tôi có nói mấy người đã đồng ý rồi. Thấy không? Tôi chỉ tới nhà anh chị là tôi đeo cái tháp lại đó thôi, nhưng mà chị đồng ý thì tôi tới, ông bà đồng ý rồi. Thấy không? Nhưng mà tôi vẫn không tới. Tôi không tới giờ lý do là tôi nghĩ chưa đúng, nhưng mà sau này thì mấy viên sẽ lợi trong chùa, thành tí đem một viên về Việt Nam nó đẻ ra 4 mấy viên, nó sanh ra 4 mấy viên, thành ra thành tí đem ngược trở lại đây là khoảng chừng 20 viên 30 viên đó, cho công tác này mở ra là 10 mấy viên nó sẽ lợi đúng không ạ? Thì lúc này sau này là mấy thầy tin nhưng mà đã có rồi thì không tới luôn. Nó đâu có nè, đang đen nè. Cái lợi đó của Phật hay của tổ? Phật. Thành ra thật sự ra đó, mình nói xá lợi là một tích trợ thôi, phải không? Nó là trợ giúp cho cái niềm tin mình mạnh gì đó thôi. Thành ra nó là một cái cơ sở, mình nhiều chùa thì nên để cái sách xá lợi để cho anh chi, để Phật tử lễ bái thì cũng có phước. Ví dụ đại khái vậy đó, thành ra nên để cũng tốt. Thấy không? Chứ bây giờ xá lợi trời ơi. Ở Thái Lan nó có cái chợ nó bán xá lợi không à? Thầy có biết không thầy? Hả? Cái vụ mà cái chợ bên Thái Lan ấy mà. Hồi xưa thầy Tịnh Đức ở Thái Lan, ổng là tăng tu Thái Lan. Thì ổng nói trời ơi, ổng nói Thái Lan nó có cái chợ nó bán xá lợi, biết là giả thiệt mà nó bán lên cơm vậy đó. Bán tháp, bán xá lợi nữa, mấy cái tháp nhỏ nhỏ lớn lớn rồi xá lợi đủ thứ rồi, nói là xá lợi Phật, xá lợi án lên cơm, nó cũng thử đàng hoàng. Nó bỏ cái nước này bỏ vô rồi bỏ cái xá lợi nó cũng nổi rồi, nó cũng chạy hồi nó tụ lại rồi cũng thử y chang vậy đó. Rồi thiệt giả không biết mà nó bác lên kênh vậy đó, cái nguyên cái chợ luôn. Cái đó là họ Thái Lan, họ mấy thầy á, họ đành họ nói. Thành thử ra là ở đây á, thành ra mới tôi nói cái gì đó, cũng như là mình bởi cái giác ngộ thật sự á, là mình phải có chịu khó tư duy. Ý tôi muốn nói á, cũng như là mình không bị người ta gạt sau khi mình giác ngộ cái điều đó là đúng. Bây giờ không có tư duy á thì bây giờ sẽ hết bị người này gạt và bị người kia gạt hoài rồi sẽ chết. Đó là Đức Phật là bình đẳng tất cả chúng sanh, là cái điều đầu tiên đâu phải tin nha. Đức Phật là bình đẳng tất cả chúng sanh, thành ra chúng sanh bả bình đẳng chúng sanh thì chỗ nào ngài cũng đến, mình phải hiểu cái đó. Không có chỗ nào linh hơn chỗ nào, bả bình đẳng rồi nhưng mà tại sao chỗ đó linh mà chỗ mình không linh? Mà đặt cái giác ngộ cái điều đó. Lý do nào mà cái chỗ đó linh mà cái chỗ mình không linh? Giờ quý vị đem xác đến Phật thiệt thì thờ ở nhà nó vẫn không linh à? Coi sao ai cho mình đem tới rồi mà thờ, tại niềm tin mình không có thì Phật ai mà ngủ ở chỗ đó? Cũng không lẽ cho Phật bắt buộc phải ngủ trong cái gì xá lợi mình hoài? Không phải. Hồi xưa đó, Đại Tạng nó kể câu chuyện là cái bà lão đó, bà rất là mê xá lợi của Đức Phật, bà tu hành, bà ao ước, bà muốn có cái gì xá lợi bà thờ. Nhưng mà con bà thì làm thu buôn ở bên Ấn Độ, bà cứ dặn đứa con là mỗi lần con tới Bồ Đề Đạo Tràng con thỉnh chư ăn về cho má một viên. Mà thằng nào nó đi qua nó làm ăn nó quên, mà khi nào về bà cũng hỏi là bà đầy, nó tại sao má dặn rồi mà con không có lên. Kỳ đó là 5-10 lần rồi, cái lần này nó về giữa đường nó mới nhớ, nó chết rồi, kỳ này về bị đầy nữa. Thấy không, anh đi ngang cái anh thấy kia có con chó nó chết á, xương nó rã lên rồi, nó dễ nhổ cái răng. Lấy cái răng con chó đem về đưa bà già, nó còn thỉnh rồi, ta cho mắt cái răng. Rồi bà già bà tin, bà tưởng là thiệt. Bà tin, bà lễ, bà tụng, sau này nó phát hầu an sáng cả nhà luôn à. Trong định Tây Tạng nó kể chuyện đó là nó chuyện thường á. Tới là sao? Khi cái niềm tin mình đặt để mình nương tựa, nghĩ đó là Phật trụ, đó là Phật trụ thiệt. Tượng đất Phật cũng trụ nữa. Thấy không? Thành nên không, mình phải giác một cái điều đó, linh lĩnh chỗ nào, do cái nào mà trụ đó, chứ đi để sao được thật cái đó mà niềm tin không có, không có chư tiên nào đến, mà chư Phật nó không có trụ, không lẽ là chư Phật bắt buộc phải nhiệm vụ phải ở ngay cái tượng đó, không ở được ở tượng khác, không có. Chư Phật nhớ cái đầu tiên của vị Địa Tạng bảo là chư Phật tu là cho tất cả chúng sanh, nên cái tâm của ngài rải khắp chúng sanh chứ không có ở một chỗ nào nhất định, nó
nói chỗ này linh nó chỗ kia là tại vì thực sự là cái tâm của mình chưa hiểu được giáo lý rõ. Thấy không? Là cái hai của mình là mình bị những hiện tượng ở ngoài đánh lạc hướng mình. Thấy không? Thành ra giữa giờ bị hiện tượng ở ngoài, giờ tôi cái tung ra chính mắt tôi thấy gì vậy? Hay rồi người kia người thứ hai tung ra họ nó vẽ thêm nữa. Tôi nói chưa thấy hào quang, họ nói thêm chứ chính mắt thấy hào quang phát ra. Qua tới người thứ ba nó hào quang phát ra một cuốn sách nữa kìa, trong cuốn sách tôi thấy có ba âm nữa. Tới chứng hoàng 100 rồi cái tượng nó tự nhiên quá trời quá đất đi rồi linh hiển rần rần rồi trị bệnh rồi như trừ tà gì lần đầu chẳng hạn rần 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 tới thành cuối cùng bị lý ạ. Thấy không, đầu tiên người ta chứ bây giờ quảng cáo đây cũng vậy nè, bên Mỹ nó quảng cáo vậy, nó chỉ tung ra một cái vài cái rồi rần 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 cái thiên hạ theo. Rồi người nào cũng nói là chính mắt hết rồi á, chứ người nào cũng chứ không có mà nói mà nó mà không phải mà chính mắt mình thì ai mà tin. Đó là con là nó chính mắt này kia thành ra cuối cùng cái gì vậy ạ. Tôi nói là hiểu giáo lý, hãy trầm tư suy ngẫm để tìm ra tại sao nó có những công năng đó mà chỗ mình không có, thì từ từ mới phát giá ra những công năng nó có là lý do, là lý do tại sao thực sự ra người ta bằng niềm tin người ta tới. Mà trong đó chỉ cần có một người có niềm tin mà vững mạnh là chư Phật đã trụ rồi. Thấy không, huống gì là biết bao nhiêu người, có sao trong đó có thể 10 người đi, trong đó có khoảng 5 người không có đi, 5 người kia có là chư Phật đã trụ đó rồi. Ở trụ đó thì đương nhiên chư tiên họ tới. Thấy không? Họ tới họ tìm phước báo cũng dường thì đương nhiên là nhờ có 5 người kia mà mấy người khác được ảnh hưởng. Thấy không? Thành thử ra mình tìm được cái đó rồi đó thì mình biết được nguyên tắc đó thì mình làm được Phật nhà mình lên. Thấy không? Không cần tìm một tượng Phật mà không ai nói cái gì mà gạt được mình hết trơn. Ông nói chỉ có đọc rằng nó linh đâu khác không linh. Nói câu đó là sai rồi. Nói câu đó là không hiểu được cái Đức Phật đó là sao rồi, không hiểu được bản nguyện của Đức Phật rồi. Tức là Đức Phật có phe phái rồi. Thấy không? Thành thở ra cái gì đó. Nhất là cái môn tịnh độ là nó nói là phải ba cái chân của nó là tính nguyện hạnh, là quá cái cục chân nó không có thể nào một cục chân nó lung lay được hết á. Cái tính đó là niềm tin Đức Phật A Di Đà là phải chịu tối 100% là Đức Phật A Di Đà, chết là Đức Phật A Di Đà phải tới tiếp dẫn mình. Thấy không? Mà cái gì tin rằng là Đức Phật A Di Đà chết, Đức Phật A Di Đà sẽ tới tiếp dẫn mình thì cái gì sao? Khỏi cần tu. Phải có niềm tin như vậy đó, phải niềm tin nói là mình không cần tu mà Đức Phật tới tiếp dẫn. Có thể tiện tí khuyến khích cái gì tu thôi, nói bởi họ là nên tu. Chứ thực sự ra đó, vì tâm thương Đức Phật cả chúng sanh, đứa con hư Phật cũng thương, mà đứa con ngoan Phật cũng thương, mà đứa con hư Phật còn thương hơn là đứa con ngoan nữa. Thành thử ra là mình càng hư, đáng đọa rồi ngục này kia thì Đức Phật càng tới tiếp dẫn mình càng sớm chừng đấy. Để mong rằng cho mình đừng có đọa dưới mình khổ, con là không có nở cho nó khổ. Thành thử ra là ác đó, Đức Phật cũng tới nước chứ thường. Thành ra tôi phải tu cái niềm tin tịnh độ đến mức độ rằng là không niệm Phật tiếng nào Phật cũng tới nước. Còn cái gì ở đây đó là cái niệm quá trời đó, hỏi chắc ăn chưa? Chưa chắc nữa lại ơi, không biết sao phiền não đồ nhiều quá, rồi nghiệp chướng đồ nhiều quá. Tại mình không biết Đức Phật ra sao, mình không hiểu Đức Phật là cái gì, mà học Tam Bảo mà không hiểu Phật là như thế nào, họ tu ra cách nào, có bản nguyện gì mà không biết. Trong khi bản nguyện Đức Phật thì nói rõ ràng rồi, đã nghiệp vẫn sanh, và vẫn có sợ nghiệp chướng nó ngăn trở này kia rồi. Thành thử ra ý tôi nói cái gì đó, đâu quý vị khi mà hiểu cái Tam Bảo rồi đó thì quý vị sẽ rất an tâm là chết Phật không bỏ mình, không những Phật A Di Đà mà tất cả chư Phật trên chùa Bồ Tát không một người nào bỏ mình hết á. Nhưng mà tại sao mình đọa địa ngục? Hai chị bảo lý phải không, thì phải giác ngộ tiếp. Giác ngộ đầu tiên á là Phật không bỏ một người nào hết, thấy không? Nhưng mà phải đặt cái vấn đề nữa để mình giác ngộ. Cái giác ngộ thứ hai là tại sao mình đọa địa ngục, tại sao mình đọa ngạ quỷ, tại sao sao Đức Phật đã không bỏ, Bồ Tát đã không bỏ. Tại trong kinh điển mình đọc là Bồ Tát nào cũng phát nguyện con tu tất cả những bao nhiêu con hạnh để cho tất cả chúng sanh, để hộ trì chúng sanh, để bảo vệ chúng sanh, để làm chúng sanh mọi sự an lạc, để làm cho tất cả mong cầu của chúng sanh đều được thành tựu. Thấy không? Mà tại sao mà mình lại lọ địa ngục như mình chết rồi, nói là con bỏ con rồi, xong rồi rốt khỏi trên trời. Ồ, thấy địa ngục đang bị hành gì ở dưới rồi. Lúc nào đào quá cũng quên Phật luôn rồi, đâu còn nhớ gì nữa. Thành ra mình phải giác ngộ câu thứ hai. Thấy không? Tại sao những chư Phật, những vị Bồ Tát này kia rồi luôn luôn hứa bảo vệ mình, mà tại sao mình bị lọt xuống? Thì đặt vấn đề lại là mình, tại sao mình cái tâm của mình nương tựa, không có nương tựa 100% vào Phật.
À, cái mình chỉ nương tựa vào thế gian pháp, nương tựa vào tự lực của mình, nương tựa toàn lại công cuộc đời cái gì sống cái gì nương tựa cái gì nhiều nhất. Ha, cái đó thành một cái ám ảnh trong tâm thức của vậy đó, khi chết mình quên hẳn Phật là không có nhớ. Không, ha, giờ Phật nó đi theo không? Không. Bồ Tát nó đi không? Không. Ha, Bồ Tát đã chủ đi không? Đi. Ha, thành ra trong tử thư nó rất là rõ. Ha. À, quý vị bỏ ra cái trạng thái đầu tiên đó, là trạng thái mà vô được cái tánh không á, thì lúc đó là mười phương chư Phật hiện tới giúp trong 7 ngày, sau 7 ngày nữa đó là mười phương chư Bồ Tát hiện tới để độ sanh. Nếu bỏ mất 7 ngày nữa là mười phương chư hộ pháp thần, tức là Phật không giữ học tới để giúp đỡ mình lần nữa, mình bỏ đi nữa thì là ánh sáng lục đạo nó mới hiện ra. Nó nghĩ là rõ ràng họ tới tiếp dẫn mình vô điều kiện là người nào chết cũng được hình dạng như vậy, chứ không phải là trong kinh kia nói là không có loại trừ người nào nha. Người nào chết trong mấy chục ngày nó vẫn có những thứ tự đúng như vậy mà nó hiện ra như vậy. Nó không bỏ người nào hết á. Thành ra pháp minh tịnh độ vậy không cần tụng nhiều. Không phải con tụng một ngày mấy chục ngàn chuỗi, mấy trăm ngàn chuỗi, ngày lại hả mấy dạng lại gì đó, Phật mới tiếp dẫn người kia giải có một lại à. Mà không tiếp dẫn là đặt rồi. Quý vị không lại một cái lễ nào, không lại một lễ nào, không niệm một câu nào mà Phật tiếp dẫn mới đúng là Phật. Thế nhưng mà tại sao mình phải lễ nhiều, tại sao mình phải lại nhiều, tại sao mình phải tu nhiều? Tại vì mình dùng mấy cái hạnh đó để mình nhớ giữ được cái niệm để mình theo Phật. Nếu không có cái này làm nhiều thì mình sẽ quên. Thực sự cái này đó là tập cho chính mình. Tại vì cái tâm của mình đó, mình lúc nào Phật cũng rước, nhưng mà tâm mình lúc nào cũng quên Phật hết trơn đó. Thấy không? Giờ tỏ như vậy nè, bình thường đi làm ai nhớ Phật không? Bình thường đi ăn ai nhớ Phật không? Bình thường có ai ngủ ai nhớ Phật không? Thấy không? À, bình thường ở nhà cái gì đó, bây giờ ngay vô bằng thờ cái gì tụng kinh đó, lúc nhớ lúc không đó, nó gọi là thất niệm đó. Ngay lúc mình hành trì mình còn lúc nhớ lúc không đó. Huống gì mà bình thường gì nè. Mày đâu có nhớ nhà tôi dẫn kinh đâu, chị nghe dẫn kinh đâu nhớ Phật đâu. Thấy không? Lý do đó, tại sao Phật trước mà lúc đó mình không biết, không nhớ tới ngày, không để ý đến ngày mà còn là để ý đến những cái việc mình đang lo nè, trong đầu nè, mà lúc đó mình khước từ những cơ hội quý. Trong tử thư Tây Tạng nó nói rõ ràng là gần 20 mấy ngày đầu, 30 ngày đầu là toàn là chư Phật Bồ Tát tới không à, mà không ai đi được hết trơn. Thành ra mấy ngày sau là ánh sáng lục đạo mới chiếu tới. Ánh sáng lục đạo chiếu tới thì quan gia nó dụ nó mới đến, thì nó dính mắt cái đó bắt đầu mới là đi vào căn lông cá cõi thành tử lên hồi. Thành ra cái gì? Giác ngộ cái điều rồi, cái điều thứ hai giác ngộ thứ hai là lý do mình đi không được là vì mình không có dính mắc trong cái pháp của mình một cách chặt chẽ. Cái pháp mình tu á, chẳng hạn như cái pháp gì tịnh độ, mình phải dính mắc cho nó là một cách chặt chẽ, nó mạnh hơn tất cả những cái tâm khác của mình. Nó mục đích đen chi để mình nhớ cái niệm đó vào những cái lúc mà Đức Phật hiện ra để mình đi. Thành ra trong đứa là cái nói người nào tu Quan Thế Âm thì lúc đó cái Quan Thế Âm sẽ đi theo Quan Thế Âm. Người nào tu Dược Sư thì lúc Dược Sư được hiện ra thì đi Dược Sư, tại cái niệm họ nhớ chặt chẽ về cái đó. Thấy không? Chứ phải Đức Sư sẽ hiện ra hoài, Đức Sư hiện ra trong cái giai đoạn mấy ngày thôi à. Thấy không? Rồi không đi là bắt đầu cái Diệu Bồ Tát hiện ra thì cũng nói mình là quắc à, mình đâu có theo. Nhớ không? Thành ra cái gì tu á, pháp môn mà tôi nói đầu tiên á, nhào vô là biết gì bị cái lỗi là một trào nhào vô là tu liền. Nói cái gì nhào vô tu liền. Thấy không? Tôi nói hãy có chánh kiến, hãy rõ cái pháp môn của mình rồi hãy tu. Thấy không? Luôn luôn chữ tổ trong kinh Tịnh Độ nói phải có tính nguyện hạnh. Tính thì phải là tính phải thật sâu. Nói cầu tính sâu, nó tính sâu mà tổ nó chơi. Tính sâu tức là tính mình nói là mình nhìn hoài cái niềm tính mình nó không có chỗ nào nó ngừng trụ hết trơn. Nghĩa là mình tin 100% Đức Phật mà tin nó nổi là không có cái gì nghĩ là Phật không có làm được. Thấy không? Nguyện phải thiết, phải tha thiết, phải dính mắt, tức là phải cảm thấy rằng là không có là không được. Thấy không? Nó phải tha thiết hơn tất cả những cái gì quý vị tha thiết hiện giờ. Bây giờ quý vị tha thiết cái gì nè? Không, đang sống nè, ta thấy là ăn ngon không ngon, ngủ ngon không ngon, coi phim ngon hay không hay. Cái tha thiết đó, nó sẽ biểu lạng tâm trạng là mình có thường nhớ đến cái đó hay không.
không? Chẳng hạn như người mà thèm ăn á, bây giờ đi làm việc á, vẫn nhớ tới cái ăn, thấy không? À, đi ngủ á, vẫn nhớ tới cái ăn, ngủ vẫn thấy mình ăn đó chứ không phải không. Đó, cái tha thiết là gì đó, nó dính mắt đến mức độ là ngủ vẫn còn thấy mà, thấy không? Tức là cái tâm tha thiết là nó dính chặt trong tâm thức của mình, tức là tâm thức mình lúc nào nó cũng làm cái gì nó dính vô, thành ra bây giờ cầm cái gì đó cũng nghĩ tới ăn thôi, như cầm cái này không biết nhìn xào thì được không, nên cầm nhớ mà ham ăn á, cầm cái gì cũng nhìn thấy ăn không à. À, còn mình ham cái đẹp thì cầm cái gì cũng thấy là đẹp không à. À, xấu là mình thấy xấu liền, tại mình thấy cái đẹp xấu đó phân biệt. Tha thiết là vậy đó, tha thiết là một sự dính mắt 100%, thành nó nói là nguyện phải thiết. Hai câu đó quý vị ngồi phải ngồi có hồi tôi dạy bài giác ngộ rồi, giác ngộ là tự mình tìm lấy của mình thiếu sót chỗ nào trong cái đó mà mình đi cái pháp nó không thành. Tôi dạy thì tôi có giác ngộ của tôi có trình bày ra cái gì đi nữa thì quý vị sẽ quên, tại vì không phải là cái lỗi gì suy nghĩ. Bây giờ phải suy ngẫm à, vậy cái nguyện mình có thiết chưa, mà phải dùng cái gì để cho nó tha thiết. Thì lúc đó mình sẽ tìm ra phải sợ sanh tử luân hồi cái nguyện mới tha thiết. Thì lúc đó mình mới đọc những bài câu mình nói về đời sống khổ lục đạo này kia, mình mới khiếp sợ. Lúc đó càng khiếp sợ thì mình mới mong gì có lục lạc, nó có là một cái cách. Hay là mình nói là thấy công đức của Đức Phật cõi đó nó có đủ thứ mình mong cầu hết để mình tha thiết. Mỗi người có một cái tâm trạng, nếu tâm trạng tham nhiều phải không, thì đem cái sự tất cả chỗ đó là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì có cái đó, hay muốn nhà hơi có xe hơi, muốn cái gì cũng có hết trơn, để cho mình có dưới này thường quá, mình muốn còn được rất có được, thì tùy theo cái tâm của mình phải nghĩ đến cách cho mình nha. Từ cái đó mình mới tha thiết. Ví dụ phải đặt ra tha thiết là nó chỉ như trạng thái tha thiết là trạng thái như sao, hiểu được cái tha thiết rồi, giờ mình nói là mình đang tha thiết cái gì, lý do tại sao mình tha thiết. Cái tha thiết mình tha thiết cái đó nó xảy ra trong cái tâm thức mình, trong những giờ giấc nào, hoàn cảnh nào, thấy không? Bây giờ mình phải lập làm sao cái sự tha thiết của Phật trong những giờ giấc đó, hoàn cảnh đó mình phải có, để cái tha thiết hay kia đó phải bạc được nó, cô bạc được nó, cô mới thoát được cái dòng nghiệp của nó xiết. Cái gì là khi gì chết cái đó nó hiện lên, ít nhất cô phải lấn được nó, thấy không? Chứ không lấn được đó là bảo đảm khi chết cái đó nó nổi lên là dòng của niệm Phật 1000 là 1 tỷ lần cũng vậy thôi à, thấy không? Thấy không? Rồi hành chuyên, đó là 7 yếu tố, hành chuyên,